Chào mừng các bạn đã đến với Ben Tony Channel và mình là Trực Nguyên. Và ngày hôm nay thì mình có một câu hỏi dành cho các bạn. Đó là khi nhắc đến một đôi giày thì yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đối với các bạn là gì? Đối với mình thì sự thoải mái là yếu tố mà mình đặt lên trên hàng đầu. Bởi vì khi mà thoải mái thì chúng ta mới đi lại hoặc là chạy nhảy cả ngày và làm những việc khác một cách hiệu quả được. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay mình sẽ có một vài cái tip để giúp các bạn xem xét xem đôi giày của các bạn có thực sự là thoải mái hay không nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu. Cách đầu tiên để nhận biết một đôi giày có thực sự thoải mái hay không chính là dựa vào phần mũi giày, chính là phần mà chân của các bạn khi đi vào. Và phần mũi giày sẽ phải đảm bảo đồng thời hai yếu tố, đó là sẽ phải giữ được form và thứ hai là không được quá cứng để cho phần chân của các bạn sẽ luôn luôn được thoải mái nhất. Còn một cách thứ hai đó là khi các bạn mua giày thì các bạn có thể cho tay vào phía bên trong phần mũi giày để cảm nhận được là cái phần lót giày cũng như là phần đế giày phía chân bên dưới này để xem có thực sự thoải mái hay không. Ở Ben Tony thì phần lót giày được làm từ da bò thật kết hợp với cả cao su non, chính vì thế sẽ mềm mại hơn và có độ đàn hồi tốt hơn so với những loại lót thông thường ở bên ngoài. Và sản phẩm lót giày của bên Ben Tony thì mình có để một cái phần link mô tả ở phía bên trên, các bạn có thể tham khảo. Và ngoài ra thì một vài mẫu giày thì còn được gắn thêm cả phần giảm chấn cho phần gót giày. Chính vì vậy sẽ giúp cho các bạn khi đi giày sẽ luôn có một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Phần yếu tố thứ hai mà các bạn cần quan tâm chính là toàn bộ phần upper bên ngoài của giày. Và cũng giống như là phần mũi giày thì phần upper cũng phải đảm bảo là luôn luôn phải giữ chắc chắn của form nhưng mà cũng không được là quá cứng. Bởi vì là với một đôi giày có phần upper quá cứng thì khi các bạn đi lại nhiều với đôi giày như vậy thì đôi chân của các bạn sẽ bị đau và cực kỳ khó chịu. Và ở Ben Tony thì phần upper của giày luôn luôn được chú ý và đảm bảo được hai yếu tố, đó chính là giữ chắc form và thứ hai là rất là mềm chân. Và đặc biệt là ở Ben Tony thì chúng mình đã phát triển một loại da mới, đó là loại da nhân tạo microfiber với giá thành chỉ bằng một nửa so với da thật nhưng luôn luôn lại đảm bảo được hai yếu tố, đó chính là có form giữ chắc chắn và một cảm giác thoải mái khi đi lên chân. Phần tiếp theo chính là phần đế ngoài, là phần mà tiếp xúc trực tiếp với cả bề mặt của chúng ta đi. Và chính vì vậy thì phần đế phải có một độ ma sát lớn. Thứ hai nữa là phải chống trơn trượt để giúp chúng ta có những bước đi rất chắc chắn. Và thứ hai nữa là phần đế này thì phải đảm bảo được độ dẻo dai để có thể chuyển động mềm mại theo những bước chân của chúng ta. Và cái vật liệu lý tưởng để làm nên phần đế này là cao su, bởi vì cao su thì siêu bền, có thể chống chọi lại mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt là khi chúng ta sinh sống tại một nơi mà có điều kiện thời tiết thay đổi nhanh chóng xoạch như là tại Việt Nam. Và điều quan trọng cuối cùng chính là vấn đề về lựa chọn size giày. Các bạn chỉ có thể lựa chọn một đôi giày thoải mái khi các bạn lựa chọn được đúng size giày phù hợp với đôi bàn chân của các bạn. Và size giày thì không chỉ là liên quan đến chiều dài của chân mà còn liên quan đến cả chiều ngang của chân nữa. Chính vì vậy khi các bạn đặt hàng online thì đừng ngần ngại với việc là hãy lấy giấy bút ra và đo lường chính xác với cái số đo chân của các bạn để nhân viên bán hàng có thể tư vấn chính xác size giày này cho các bạn nhé. Trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn một số tip để có thể lựa chọn một đôi giày thoải mái nhất. Và còn các bạn thì sao? Đâu là đôi giày thoải mái nhất của các bạn và các bạn tìm kiếm điều gì khi mua một đôi giày? Hãy chia sẻ bằng cách comment phía bên dưới video này cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo tại Ben Tony.